Kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi có phóng sự phản ánh một số vấn đề cần lưu ý khi tham gia giao thông trong mùa mưa. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Hiện nay, khu vực Nam Bộ đang bước vào mùa mưa, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy chưa có số liệu thống kê các vụ va chạm, tai nạn giao thông cụ thể có liên quan, nhưng khi lưu thông dưới trời mưa, người điều khiển phương tiện phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, do chủ quan không tuân thủ các quy tắc an toàn của người tham gia giao thông cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn đáng tiếc. Khi tham gia giao thông trời mưa thì người tham gia giao thông thường có biểu hiện là họ tâm lý chung, mà họ gấp, họ di chuyển, họ đến nơi mình nhanh rồi về nhà nhanh á. Thì khi mà chạy gấp vậy họ chạy thường khá là nhanh, dễ xảy ra tai nạn lắm. Thân tôi cũng chứng kiến vài vụ tai nạn vậy. Cái thứ hai nữa là trời mưa họ dễ mà chạy mà vượt rồi không đảm bảo an toàn á, không muốn dừng lại báo mưa vậy đó, rồi chạy miết chạy hoặc cua này nọ, đặc biệt là xe tay ga, trời mưa đường trơn bóp thắng tay dễ té. Khi mình tham gia giao thông thì trong đó là có cái những khi mưa á, thì ai cũng đều là muốn chạy nhanh không ha. Thì mình cho nên thì cái chỗ đó là làm cho cái mất cái trật tự an toàn giao thông. Tôi cũng thấy là mọi người dân á, cũng thiếu vấn đề là ý thức, là thường á, là trời mưa là kia là chạy tốc độ cao nè. Rồi đến đường đèn xanh đèn đỏ cũng vượt qua luôn, không có chấp hành là dừng lại. Rồi là bên cạnh đó là coi như là nhất là không có đội nón bảo hiểm. Khi tham gia giao thông không có đội nón bảo hiểm, chở ba cái này kia đó, là người dân là không có họ ý thức cái vấn đề đó, thường xảy ra tai nạn giao thông nhiều. Vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 17 tháng 4, trên quốc lộ 54, đoạn thuộc ấp Thanh Nguyên A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người thương vong. Nguyễn Minh Lợi, 34 tuổi, ngụ khóm 6, phường 4, thành phố Trà Vinh, điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên quốc lộ 54 theo hướng từ huyện Trà Cú đi thành phố Trà Vinh. Khi đến địa điểm nêu trên, gặp trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế, Lợi đánh lái vượt xe ô tô cùng chiều lấn sang lề trái và đụng vào xe mô tô do anh Trần Anh Vũ, 36 tuổi, ngụ ấp Đầu Dòng B, xã Mỹ Chánh, điều khiển theo hướng từ thành phố Trà Vinh đi huyện Trà Cú. Sau đó, xe của Lợi tiếp tục va chạm với xe mô tô do chị Trần Thị Bé Ngân, 35 tuổi, ngụ ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, điều khiển phía sau cùng chiều với xe của anh Trần Anh Vũ. Tai nạn xảy ra làm anh Vũ bị chấn thương sọ não nặng và tử vong tại bệnh viện, chị Ngân bị thương nhẹ. Em lúc đó em đi tốc độ khoảng chừng 40-50, em mới thắng lại, thắng cái thứ nhất không dính, giống như là nước mưa nhiều có nước nó trơn. Cái thứ hai em thắng nữa, nó cũng lùa luôn, nó lùa luôn rồi em thấy tới đích xe đó rồi em mới lấy sang trái, mới tránh cái không có cho va chạm đây với cái xe bốn chỗ đó. Ở xe ông ra ở ngược chiều đổ lại thì tán vô xem. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn và ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Minh Lợi vì hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Có thể thấy, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn và người tham gia giao thông hoàn toàn có thể phòng tránh nếu tuân thủ nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ và các quy tắc đảm bảo an toàn. Theo Điều 5 Thông tư 31 ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi gặp trời mưa, có sương mù, khói bụi, mặt đường trơn trượt, lầy lội, có nhiều đất đá, vật liệu rơi dãy. Thế nhưng trên thực tế, rất nhiều người tham gia giao thông còn chủ quan, không thực hiện đúng quy định này. Trưa ngày 25 tháng 5, có mặt tại ngã tư đường Nguyễn Đáng, Sơn Thông, Kiên Thị Nhẫn, phường 7, thành phố Trà Vinh vào thời điểm trời mưa. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, phóng viên ghi nhận có gần 20 trường hợp người điều khiển phương tiện cố tình vượt đèn đỏ như thế này.
nhiều phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, người điều khiển chạy xe tốc độ cao, co hai chân lên cao để tránh nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, khi lưu thông trong điều kiện trời mưa, người ngồi trên các loại xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự cần chú ý một số vấn đề sau. Nếu sử dụng áo mưa, cần lựa chọn những mẫu vừa dặn với cơ thể, tránh mặc những mẫu áo mưa quá rộng vì có thể làm cản gió, gây khó khăn cho việc điều khiển phương tiện khi gặp mưa to, gió mạnh. Đối với áo mưa hai vạt hay còn gọi là áo mưa cánh dơi, không được trùm phủ tà áo lên tay lái hoặc vượt qua cụm đèn chiếu sáng, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến việc điều khiển xe và các phương tiện khác không quan sát được tín hiệu đèn, gây nguy hiểm. Thậm chí có trường hợp gió mạnh có thể làm vạt áo mưa bay ngược lên, che khuất tầm nhìn của người lái xe. Đối với tà áo mưa phía sau, cần lót lên yên xe để ngồi, tránh tà áo mưa bị gió thổi vào trong bánh xe gây té ngã. Khi lưu thông trong trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế, người điều khiển phương tiện cần đi với tốc độ chậm, chú ý quan sát, bật đèn sương mù hoặc đèn chiếu sáng để các phương tiện khác dễ nhận biết, phòng tránh va chạm, tai nạn. Cần đội mũ bảo hiểm có kính chắn vì nó sẽ hạn chế nước mưa tạt vào mặt và mắt, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển. Bên cạnh, việc đội mũ bảo hiểm đạt chất lượng cũng góp phần hạn chế chấn thương khi các cành cây hoặc các vật ven đường bị gió quật rơi trúng vùng đầu. Khi mà tham gia giao thông lúc trời mưa thì người dân nên phải chạy chậm lại, cẩn thận chút. Ví dụ như mình đừng có gấp quá, cứ từ từ. Đặc biệt là tới mấy cái cua này đó, mình tham gia mình nên đi chậm thôi. Rồi tranh thủ chỗ nào đó mình vẫn có mưa vô chứ đừng gấp quá. Rồi đảm bảo an toàn giao thông, đừng có chạy hai chạy ba hay vượt người khác. Nó dễ xảy ra tai nạn lắm. Đặc biệt là khi trời mưa thì đường nó trơn á. Mình không có đảm bảo được an toàn, xảy ra cái nguy cơ lớn, thậm chí là tai nạn thương tâm. Tôi cũng đề nghị người dân khi tham gia giao thông phải có cái ý thức để mà mình chọn cái áo mưa hoặc là cái gì đó cho nó phù hợp đối với mình. Và thứ hai nữa, khi có mưa thì mình cần phải là chạy từ từ thôi, để mình có nghĩa là quan sát cho nó kỹ. Tại vì có đôi lúc khi mưa gió thì có nghĩa là có cái vật trở ngại như là cây cối gì nó gãy hoặc là vô đường thì mình coi không thấy, thì bắt đầu mình khi mình chạy nhanh quá thì mình đâu có thể nào mà thắng hoặc là gì đó kịp, thì mình cứ chạy từ từ. Khi lái xe dưới trời mưa đường trơn trượt, mình lưu ý những điểm sau. Thứ nhất, phải giảm tốc độ. Đối với cung đường quen thuộc thì mình cũng phải giảm tốc độ đến khoảng 20%. Bởi vì trong khi trời mưa sẽ có những tình huống bất ngờ và mình phải tăng cái độ quan sát của mình lên. Bởi vì trời mưa thì cái điểm quan sát của mình không được rõ, do trời mưa, do bụi bẩn bám trên kính và cái góc chữ A. Rồi thứ hai, trên đường trời mưa là không được phanh gấp. Bởi vì trời mưa đường nó trơn, do mặt đường nó dơ, do bụi bẩn và dầu của xe trước rớt xuống. Cái thứ ba là phải giữ khoảng cách an toàn so với xe chạy phía trước. Bình thường thì mình giữ khoảng cách an toàn khoảng 2 giây, 3 giây, nhưng mà trời mưa thì mình phải tăng lên là khoảng 4-5 giây để mình có thời gian mình xử lý. Và cái cuối cùng, khi trời mưa là không được đánh lái mạnh hoặc đánh lái gấp, nhất là vô đoạn đường cua, đường cong. Đối với trời mưa lớn, chạy qua những đoạn đường ngập nước, mình cũng phải chú ý những điểm sau. Đối với đoạn đường ngập nước, khi mà ngập nước nhiều, mình phải quan sát xe phía trước. Mình thấy nếu mà đoạn đường ngập nước từ nửa bánh xe trở xuống thì mình có thể qua được. Còn nếu mà ngập trên nửa bánh xe thì có thể mình dừng lại để hết ngập mình đi tiếp. Còn nếu mình quyết định qua đoạn đường ngập nước thì mình những lưu ý những điểm sau. Thứ nhất, giữ vững tay lái, giảm tốc độ. Rồi mình có thể tắt máy điều hòa để cho động cơ nó mạnh hơn. Rồi thứ hai, mình khi mình qua đoạn đường ngập nước thì phải về số thấp, về số 1 hoặc số 2 đối với số sàn, đối với số tự động thì về cái mức 1, 2. Giữ điều ga đi qua đoạn đường ngập nước, không được chạy quá nhanh, không được giảm ga đột ngột. Bởi vì chạy nhanh thì thứ nhất nó sẽ bị nước tràn lên nắp capo, tràn vô chỗ
hút gió thì nó sẽ gây hiện tượng thủy kích, giảm ga đột ngột, xe có thể bị chết máy. Trong quá trình di chuyển qua đoạn đường ngập nước, nếu bị chết máy hoặc một bánh xe nào đó lọt xuống hố ga thì mình tuyệt đối không được đề máy lại, bởi vì khi cố gắng đề máy sẽ gây hiện tượng thủy kích trong xe. Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình An toàn giao thông đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào thứ hai tuần sau. Thân ái, kính chào.